các kệ hàng hóa trống trơn trong chợ gây sốc cho người Mỹ. Sau 2 năm đại dịch và sự gián đoạn chuỗi cung ứng, các chợ và siêu thị ở Mỹ với những kệ hàng trống trơn do thiếu hụt lương thực trầm trọng cũng như phải đối mặt với nhiều khó khăn khác. Một số kênh truyền thông của Hoa Kỳ đưa tin do khó có thể nhanh chóng bổ sung các nhu cầu thiết yếu hàng ngày như là sữa, bánh mì và thịt, các kệ hàng tạp hóa trên khắp nước Mỹ đều trống trơn. Fox News đã phỏng vấn một số người tiêu dùng ở Washington DC và phản hồi rằng chúng giống như cửa hàng ở Liên Xô vào năm 1981 thật kinh khủng. Theo phân tích của CNN, có bốn lý do dẫn đến tình trạng thiếu hàng tại các cửa hàng tạp hóa. Đầu tiên liên quan tới biến thể Omicron. Khi biến thể này đang trở thành chủng trội và rất dễ lây nhiễm, đã tạo ra tình trạng thiếu hụt lao động trong các lĩnh vực chính như là vận tải và hậu cần từ đó ảnh hưởng đến việc giao sản phẩm và bổ sung cho các hệ hàng kể hàng trên khắp Hoa Kỳ. Theo Hiệp hội của Cửa hàng Tạp hóa Quốc gia, nhiều thành viên có ít hơn một nửa số lao động bình thường của họ. Chủ tịch và cũng là giám đốc điều hành của tập đoàn Aberson nói với lại CNN rằng mặc dù có một lượng lớn thực phẩm trong chuỗi cung ứng, nhưng chúng tôi dự tính người tiêu dùng sẽ tiếp tục gặp phải sự gián đoạn lẻ tẻ ở một số loại sản phẩm, do những thách thức về nguồn cung và lao động liên tục như chúng ta đã thấy trong hơn một năm rưỡi qua ông phil lampert nhà phân tích ngành kim biên tập viên tại supermarket guru com cho biết tình trạng thiếu lao động tiếp tục đè nặng lên tất cả các phân khúc của ngành thực phẩm nó diễn ra toàn diện từ trang trại đến nhà sản xuất thực phẩm và các cửa hàng tạp hóa tại trung quốc và anh một số thành phố đã một lần nữa đóng cửa các nhà máy từ đó làm chậm đơn hàng nhiều nguyên liệu và thực phẩm nhập khẩu của Mỹ. Tại cảng Los Angeles, cảng bận rộn nhất nước Mỹ, khối lượng hàng hóa cũng giảm mạnh trong tháng 11 năm 2021 so với một năm trước đây. Vấn đề giao thông như là tình trạng thiếu nhân viên vận tải cũng ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và khả năng nhanh chóng bổ sung các kệ hàng của các chợ và siêu thị Mỹ. Sự thiếu hụt tài xế và xe tải cũng là một vấn đề. Hiệp hội vận tải đường bộ Mỹ cho biết Nước này đang thiếu khoảng 80.000 tài xế, một mức cao trong lịch sử. Do vậy, việc vận chuyển vẫn bị trì hoãn, ảnh hưởng đến mọi thứ từ thực phẩm nhập khẩu đến bao bì được in ở ngoài. Các cảng của nước này tiếp tục ghi nhận mức độ tắc nghẽn cao so với lại các vấn đề vận chuyển nội địa phổ biến và hai thách thức này đã cùng nhau tạo ra sự thiếu hụt. Vấn đề thời tiết cũng như là khiến việc giao hàng chậm trễ. Phần lớn vùng Trung Tây và Đông Bắc đã phải vật lộn với thời tiết khắc nghiệt, và điều kiện đi lại khó khăn trong dịp cuối năm. Các sự việc liên quan tới thời tiết từ bão tuyết ở miền Đông Bắc đến cháy rừng ở Colorado đều khiến mọi người đang tích trữ nhiều hàng tạp hóa hơn. Nhu cầu cao này kết hợp với lại những thách thức trong giao thông vận tải khiến cho việc chuyển hàng hóa khó khăn hơn trong điều kiện thời tiết xấu đã làm trầm trọng thêm vấn đề nguồn cung hàng hóa. Ngoài ra, hỏa hoạn và hàng hán cũng là mối đe dọa lâu dài đối với lại các nguồn cung cấp lương thực như là lúa mì, ngô và đậu tương. Bên cạnh đó, đại dịch cũng làm thay đổi thói quen ăn uống của người Mỹ. Trong thời gian đại dịch bùng phát, nhiều người nấu ăn và ăn ở nhà hơn, và mọi người cũng mua nhiều đồ ăn hơn. Ngoài ra, với hơn 5.000 trường học đang trì hoãn mở cửa trở lại do triều cường và bão, nhiều gia đình lại mua thêm bánh mì, sữa, thịt và ngũ cốc để thay thế cho các bữa ăn ở trường. Và năm 2022, tình trạng thiếu hụt cũng khiến cho việc mua lương phẩm ngày càng trở nên đắt đỏ. Lãnh đạo đảng Cộng hòa là ông Kevin Owen McCarthy cũng đã đăng Twitter chỉ trích các chính sách của đảng Dân Chủ đã khiến Hoa Kỳ thụt lùi.